Theo hãng tin Reuters, kết quả bầu cử sơ bộ ở thời điểm 70% số phiếu được kiểm cho thấy đảng cầm quyền giấc mơ Georgia đang dẫn đầu với 53% phiếu bầu. Kết quả này chưa bao gồm hầu hết các lá phiếu của người Georgia ở nước ngoài. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10 trong chuyến thăm Malaysia, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, thì Ethiopia cũng ủng hộ Malaysia gia nhập khối BRICS. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đánh giá có rất nhiều cơ hội từ cả hai phía. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng, thương mại và đầu tư. Cuộc thảo luận giữa hai bên rất hiệu quả. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn Ethiopia đã ủng hộ Malaysia gia nhập khối BRICS gồm nhiều nền kinh tế đang phát triển. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vừa kết thúc tại Nga, Malaysia tham dự với tư cách đối tác. Nước này cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đã nộp hồ sơ xin làm thành viên chính thức. Khối BRICS được thành lập năm 2009, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Đầu năm 2024, khối đã kết nạp thêm 5 thành viên mới là Iran, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.